Nóng năm đối tượng đang bị tạm giam để điều tra đã cùng nhau đục tường bỏ trốn khỏi nhà tạm giam thuộc Công an thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên. Năm đối tượng đang bị tạm giam để phục vụ điều tra tại nhà tạm giam Công an huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã đục tường bỏ trốn. Khoảng 2 giờ sáng, sau khi bỏ trốn, các đối tượng dạt về nhà của một đối tượng thuộc phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương lấy xe ô tô BKS34A màu sơn trắng chở theo 4 đối tượng còn lại chạy theo hướng Hải Phòng đi Thái Bình. Đến hơn 4 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện xe này chạy qua cầu Tân Đệ hướng Thái Bình đi Nam Định. Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an đề nghị các trưởng phòng Cảnh sát Giao thông các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam chỉ đạo các tổ tuần tra kiểm soát, rà soát camera phạt nguội, các trạm thu phí trên địa bàn để phát hiện chiếc xe trên kịp thời thông báo về Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên để phối hợp truy bắt đối tượng.